Cái gì đây? Hỏng mất máy tính rồi. Cày thế nhờ, vừa mới tiết kiệm được tí tiền. Máy tính mới mượt thế nhờ. Ôi da, lại hỏng máy tính rồi. Lần này phải cẩn thận mới được. Không được, phải đi ra ngoài cho nó chắc. Chỗ này chắc ok rồi đấy. Làm việc tiếp thôi nào.